Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Thưa quý vị các bạn, RX350 là một trong những xe được đánh giá là hiện đại bậc nhất tại thị trường Việt Nam lúc này. Và cái hệ thống đèn pha, đèn cốt hay còn gọi là hệ thống đèn trước được trang bị trên dòng xe Lexus 350 cũng được đánh giá là một trong những công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới. Và không phải ai cũng là người biết cách sử dụng một cách hiệu quả cái hệ thống đèn pha, đèn cốt như thế nào. Xin mời quý vị các bạn cùng chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn thì đó chính là cái hệ thống đèn trước được trang bị trên dòng xe này. Đối với lại hệ thống đèn cụm đèn trước này thì có rất nhiều những bóng. Thì việc đầu tiên chúng ta quan tâm đến hai cái bóng chính, đó là bóng pha và bóng cốt. Thì bóng cốt là gì? Bóng cốt được trang bị khi chúng ta đi ở trong khu vực thành phố cũng như chiếu gần. Còn bóng pha là được trang bị cho chúng ta khi mà đi ở khu vực đường cao tốc để có thể quan sát từ phía xa. Thì trên đèn trên dòng xe Lexus này thì được trang bị tới 3 bóng cốt. Đây là 1, 2, 3. Và hiện tại có 3 bóng pha. Bóng pha đấy ạ. Bên trong này đấy, ngay bên cạnh bóng cốt thì đó chính là bóng pha. Và toàn bộ công nghệ này được trang bị đều là trang bị công nghệ đèn LED, là một trong những cái công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Và bóng LED ấy, cho ánh sáng trắng dễ dàng quan sát cũng như tiết kiệm nhiên liệu một cách vô cùng tối ưu. Bên cạnh đó thì cụm đèn pha phía trước cũng được trang bị cái giải đèn LED ban ngày, trông rất là đẹp và thẩm mỹ rất cao. Bên cạnh đó thì việc trang bị cái công nghệ giải đèn LED ban ngày này cũng giúp cho những xe đi ngược chiều dễ dàng nhận ra xe của quý vị các bạn, đồng thời gián tiếp giúp cho quý vị các bạn lưu thông an toàn hơn. Hệ thống đèn của Lexus RX350 cũng được trang bị hệ thống đèn sương mù đấy, bao gồm cả đèn sương mù phía trước và đèn sương mù phía sau. Toàn bộ hệ thống đèn sương mù này thì được trang bị hệ thống đèn LED đấy, và giúp cho quý vị các bạn dễ dàng quan sát khi chúng ta đi vào những cái khu vực sương mù dày đặc, ví dụ như quý vị các bạn đi lên Sapa, lên Tam Đảo hay ra Đà Lạt, vân vân và vân vân. Thưa quý vị và các bạn, thì trên tay tôi đó chính là cái công tác sử dụng đèn pha, đèn cốt hay còn gọi là cụm đèn trước. Trên cái công tác hệ thống đèn pha cốt này thì được trang bị rất nhiều tính năng, bao gồm là cả cái tính năng sử dụng bật công tác đèn gầm chẳng hạn. Đây chính là công tác đèn gầm đây, quý vị các bạn để ý nhé. Ở phía bên trong thì có hai công tác chính. Đó chính là bật đèn gầm phía đằng trước ạ. Đây quý vị các bạn nhìn nhé. Đấy, hình cái chóa pha và có những cái chùm sáng song song với nhau và có cái chướng ngại vật phía trước đây. Đây chính là đèn gầm này. Đấy, hay gọi là đèn sương mù. Và đây là đèn sương mù phía trước thì bật cũng rất là đơn giản thôi. Quý vị các bạn để ý nhá. Khi mà chúng ta nhìn thấy màu xanh này. Đấy là khi mà cái đèn gầm đấy đã được bật rồi đấy. Đấy. Và tôi nháy thêm một chút nữa thì đó chính là cái đây là tôi đang bật ấy. Bình thường đang ở vị trí số 0 nhá, là không có bật gì cả đâu ạ. Và chúng ta bật lên ạ thì đấy chính là đèn sương mù phía trước đã được khởi động. Bên cạnh đó thì chúng tôi gạt thêm này đấy, thì đèn sương mù phía sau đã được kích hoạt. Quý vị các bạn để ý nhá, trên bảng táp lô có một cái hình cạnh cái hình của đèn sương mù phía trước màu xanh, thì đó chính là biểu tượng của đèn sương mù phía sau màu vàng á, màu vàng đấy. Và nếu trong trường hợp quý vị không muốn bật đèn sương mù phía sau nữa thì quý vị các bạn chỉ cần thao tác lại vào cái vị trí đó một chạm thôi ạ, là sẽ tự động hủy cái chức năng đèn gầm
hay còn đèn sương mù phía đằng trước, đèn phía đằng sau. Và nếu mà trong trường hợp quý vị các bạn không dùng đèn sương mù phía sau nữa thì quý vị các bạn để ngay ở cái vị trí số 0 cho chúng tôi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đến với công tác đèn pha cốt. Đấy, đèn pha cốt phía bên ngoài đấy ạ. Thì đây, đèn lúng xoay là gì đấy ạ? Ở vị trí đây, ở tay tôi đây, đó chính là vị trí số 0. Tức là không bật hay kích hoạt bất kỳ hệ thống nào cả. Và chúng ta đến cái phần chế độ auto, là một trong những công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. Project 350 đương nhiên rồi, chắc chắn được trang bị cái công nghệ tự động bật tắt. Thì đối với lại công nghệ tự động bật tắt này thì nó sẽ nhờ một cái cảm biến ánh sáng ở phía đằng trước trên kính, và nó sẽ tự động đo cái cường độ sáng nếu trong trường hợp mà cảm biến ánh sáng nhận biết đây là trời tối ấy, hoặc khi chúng ta đi vào những khu vực hầm chui thì đèn pha sẽ tự động bật lên ấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đi vào những khu vực trời sáng ấy, hay là cảm biến ánh sáng nhận diện đấy là trời sáng, thì đèn pha sẽ tự động tắt đi ạ. Quý vị và các bạn có thể để ý ạ, chúng tôi ấn tiếp đó là vị trí đèn gì đấy ạ. Đây chính là hệ thống đèn vị trí. Cái đèn vị trí này thì có khi mà ở vị trí này thì sẽ có hai cái đèn phía trước, vị trí phía trước, đèn soi biển số và đèn vị trí phía sau được bật lên. Đấy, thế giúp cho quý vị các bạn, kể cả xe đi ngược chiều, xe đi cùng chiều, phía sau phía trước đều có thể nhận biết ra xe quý vị một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng. Chúng ta xoay tiếp ạ, xoay hướng tiếp ạ. Thì đó chính là công tác đèn cốt. Đèn cốt này thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát khi về ban đêm. Đèn cốt này để dùng làm gì ạ? Chúng ta đi trong thành phố đấy, vì cái đèn cốt này sẽ có tầm quan sát thấp hơn. Nhưng có một cái ưu điểm rất nổi bật đó là gì ạ? Không làm chói mắt người đi ngược chiều. Thì chúng ta sẽ bật đèn cốt. Và những người lái xe văn minh là những người thông thường sử dụng đèn cốt ở trong khu vực đường thành phố ạ. Đấy, và khi mà ra đường cao tốc của chúng ta sẽ có thể, nếu cần quan sát xa thì chúng ta sẽ bật đèn pha lên bằng cách đơn giản và dễ dàng thôi. Ở vị trí công tác đèn cốt này thì quý vị thì các bạn chỉ cần đẩy ra. Đấy, chỉ cần đẩy ra. Đẩy ra thì đó chính là đèn pha đã được kích hoạt. Đấy, đèn pha được kích hoạt. Bên cạnh đó thì chúng ta có công tác nháy pha đấy ạ. Nháy pha dùng để xin đường, xin vượt đấy. Đấy, để nháy pha thì chúng ta sẽ kéo về. Kéo về đấy, nháy pha nhá. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta sẽ kéo về, vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đấy, vô cùng đơn giản và dễ dàng. Và bên cạnh đó thì đèn xi nhan, quý vị các bạn để ý ạ. Đèn xi nhan thì có cái mũi tên lên xuống đấy. Thì sang bên trái hoặc sang bên phải thì đèn xi nhan nó hoạt động này. Đấy, đèn xi nhan hoạt động. Đấy, đây đèn xi nhan hoạt động đây. Rồi. Đèn xi nhan sẽ hoạt động nhé. Và bên cạnh đó thì quý vị các bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn đấy chính là cái đèn gầm phía đằng sau này. Đây đèn, tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn đây là đèn sương mù phía đằng sau. Đây. Ở cái đèn phía đằng sau này ấy, thì quý vị các bạn để ý ạ, toàn bộ cái hệ thống đèn hậu này, đèn phanh này thì đều trang bị giải đèn led này. Và chúng ta có một hệ thống đèn led, đây là đèn sương mù phía đằng sau. Đây chính là đèn sương mù phía đằng sau đây. Cái việc trang bị cái đèn sương mù phía đằng sau này thì giúp cho quý vị các bạn này, những cái xe đi đằng sau của quý vị các bạn rất là dễ dàng mà quan sát khi mà đi phía đằng sau của quý vị các bạn, và dễ dàng nhận ra xe của quý vị các bạn đang đi ở cái tốc độ bao nhiêu, cũng như là ở cái vị trí như thế nào. Cái việc trang bị cái đèn sương mù phía sau này thì sẽ giúp cho quý vị các bạn lưu thông an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần hướng dẫn sử dụng dòng xe Lexus 350 vô cùng cao cấp. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe này, vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Hãy ấn like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.